Dạ anh em, hôm nay mình xin bán một cây kèn bay xì thắng chân. Và cũng nói luôn cho anh em chơi xe biết, để phân biệt là cái máy móc không có mua lầm, hoặc là bị người bán nói là kèn này là kèn Freeway 250. Thực chất cây kèn này là cây kèn của bay xì thắng chân nha anh em, chứ không phải là kèn Freeway 250. Cây kèn này mình bán cũng là 1,1 triệu một cây, nhưng mà mình bán là phải nói đúng là cây kèn này là kèn của bay xì thắng chân. Kích thước cấu tạo với lại màu sắc với lại nước si thì nó giống y chang cây kèn Freeway 250 luôn, nhưng nó sẽ khác là trên cái mặt nè. Anh thấy em trên cái mặt không? Trên cái mặt kèn của Phay Xì Thắng Chân nó sẽ không có các ký hiệu như của kèn Freeway 250 nè. À. Rồi điểm thứ hai, cái mặt sau của cây kèn Phay Xì Thắng Chân nó sẽ có các ký hiệu là như vậy. Đây, ký hiệu với nó sẽ ngắn hơn chứ nó không phải là ký hiệu như của cây kèn của Freeway 250 nè. Ký hiệu anh thấy em nó thấy khác không? Nó có sẽ có thêm cái dòng chữ DCM như nè. Còn cái kèn này là nó sẽ không có nha anh em. Kèn Phay Xì Thắng Chân nó không có. Rồi. Cây kèn nói chung là chủ yếu là mình làm cái clip này là bán cái quảng cáo về cái cây kèn kèn của Phay Xì Thắng Chân. Âm thanh thì nó y chang cây kèn Freeway 250 luôn nha anh em. Tiếng hay hơn là cây kèn Phay Xì mặt đen luôn. Này là cây kèn dòng đời đầu tiên của Phay Xì, gọi là Phay Xì Thắng Chân. Giá cho cây kèn cực đẹp này là chưa vệ sinh luôn, mình bán là 1,1 triệu một cây cho cây kèn Phay Xì Thắng Chân. Anh em có nhu cầu liên hệ mình để mua hàng 0933 996 332.